Arsenal bước vào mùa giải với kỳ vọng lớn lao từ cả giới chuyên gia và người hâm mộ. Họ đã tiến gần đến chức vô địch của mùa giải trước, chỉ xếp sau một Manchester City ổn định và có chiều sâu đội hình hơn hẳn. Điều này làm dấy lên niềm hy vọng rằng Arsenal có thể phá vỡ thế thống trị của City và giành chức vô địch sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi. Trước sự kỳ vọng này, nhiều chuyên gia đã dự đoán Arsenal sẽ giành ngôi vương và điều này tạo ra một áp lực lớn lên đội bóng. Và dĩ nhiên, khi mục tiêu của mùa trước chưa hoàn thành thì áp lực sẽ ngay lập tức bị đẩy sang mùa giải năm nay. Dưới góc độ tâm lý học, áp lực từ kỳ vọng quá cao có thể gây tác động tiêu cực lên các cầu thủ, đặc biệt là những người trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Trong những trận đấu gần đây, việc để thua trước và không thể lật ngược tình thế cho thấy rằng Arsenal có thể đang gặp vấn đề với áp lực và tinh thần thi đấu trong những thời điểm quyết định. Sự kỳ vọng cao độ từ cả truyền thông và người hâm mộ không chỉ tạo ra áp lực về mặt thành tích mà còn làm tăng cường độ chú ý lên từng sai lầm nhỏ của cầu thủ. Điều này có thể làm suy giảm sự tự tin và tập trung của họ. Một trong những dấu hiệu đáng báo động về phong độ của Arsenal là sự suy giảm trong khả năng tấn công, đặc biệt là trên sân khách. Đội bóng chỉ tạo ra trung bình 7,4 cú sút mỗi trận trên sân khách, một con số rất khiêm tốn nếu so với các đội bóng cạnh tranh ngôi đầu. Pháo thủ có vẻ đang gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt và chuyển hóa chúng thành bàn thắng. Điều này có thể đến từ cả yếu tố chiến thuật và kỹ thuật của cầu thủ. Đặc biệt ngay trong trận đấu với Newcastle vào tối qua, pháo thủ đã tung ra 10 cú sút về phía khung thành đối phương nhưng lại chỉ có duy nhất một lần đưa bóng đi trúng khung thành. Đây rõ ràng là tín hiệu đáng báo động về khả năng chuyển hóa của các ngôi sao trong màu áo pháo thủ. Ở mùa giải trước, Arsenal duy trì một phong cách tấn công trực diện và hiệu quả với sự tham gia tích cực của các tiền vệ và hậu vệ biên trong việc dâng cao hỗ trợ. Tuy nhiên, trong các trận gần đây, có vẻ như đội bóng đang thiếu đi sự sáng tạo và phối hợp ăn ý, dẫn đến tình trạng mất bóng dễ dàng và không thể tạo ra sự áp lực cần thiết lên đối thủ. Thiếu vắng Martin Odegaard, một trong những nguồn sáng tạo chính, cũng là một yếu tố khiến đội bóng gặp bế tắc trong việc triển khai bóng và đưa ra những đường chuyền quyết định. Hàng thủ của Arsenal từng là điểm tựa vững chắc ở mùa giải trước đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong thời gian gần đây. Arteta buộc phải thực hiện nhiều thay đổi ở vị trí hậu vệ do chấn thương và phong độ giảm sút của một số cầu thủ chủ chốt. Việc liên tục thay đổi đội hình đã làm suy giảm tính kết dính và sự phối hợp giữa các cầu thủ phòng ngự, dẫn đến việc Arsenal thường xuyên để thủng lưới trước những trận đấu quan trọng. Theo thống kê, pháo thủ đã để thua bàn đầu tiên trong 4 trên 6 trận gần đây. Điều này chỉ ra rằng hàng thủ không còn giữ được sự chắc chắn như mùa trước. Đặc biệt, việc phải liên tục thay đổi đội hình xuất phát ở hàng thủ không chỉ làm giảm hiệu quả phòng ngự mà còn khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới, ảnh hưởng lớn đến lối chơi tổng thể. Ngay trong trận đấu với Newcastle tối qua, những lỗ hổng nơi hàng thủ cũng đã bộc lộ một cách rõ ràng khi mà hành lang cánh của Julian Timber liên tục bị khai thác một cách triệt để bởi Anthony Gordon với những tình huống thoát xuống đáy biên. Sự thiếu ổn định của những cá nhân như Timber chắc chắn cũng mang đến ít nhiều rủi ro cho pháo thủ vào lúc này. Ngoài ra, chấn thương của Odegaard cũng đang ảnh hưởng trực tiếp và tác động lớn tới pháo thủ. Vai trò của Martin Odegaard trong hệ thống của Arsenal là không thể thay thế và sự thiếu vắng của anh do chấn thương đã để lại lỗ hổng lớn trong đội hình. Là đội trưởng và là người dẫn dắt lối chơi, Odegaard mang lại sự sáng tạo, khả năng điều tiết và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cho Arsenal. Thiếu vắng anh, đội bóng mất đi một cầu thủ có khả năng thực hiện những đường chuyền mạo hiểm, tạo ra các cơ hội rõ ràng cho hàng công. Odegaard không chỉ là một cầu thủ sáng tạo mà còn là nguồn cảm hứng và là thủ lĩnh tinh thần cho đội bóng. Sự thiếu vắng của anh đã khiến lối chơi của Arsenal trở nên dễ đoán và thiếu đi tính bất ngờ, một yếu tố quan trọng trong các trận đấu đỉnh cao. Không có anh, Arsenal phải dựa vào các phương án tấn công ít hiệu quả hơn, dẫn đến việc gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Bên cạnh đó, một khía cạnh quan trọng khác trong phong độ sa sút của Arsenal là khả năng điều chỉnh chiến thuật và tâm lý thi đấu của các cầu thủ dưới sức ép lớn. Trong các trận đấu quan trọng, đặc biệt là trên sân khách, pháo thủ thường xuyên để đối thủ áp đảo và dẫn trước. Điều này cho thấy đội bóng có thể đang thiếu đi sự kiên định và tự tin trong các thời điểm căng thẳng. Tâm lý thi đấu là một yếu tố rất quan trọng đối với một đội bóng tham vọng vô địch. Để cạnh tranh trong cuộc đua dài hơi, Arsenal cần phải phát triển tinh thần kiên định và khả năng đối phó với những khó khăn. Ở những thời điểm bị dẫn trước, thay vì tìm cách lật ngược thế trận, đội bóng có vẻ dễ dàng mất đi sự tập trung và tinh thần chiến đấu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến phong độ hiện tại mà còn có thể gây ra hệ lụy lâu dài nếu không được cải thiện kịp thời. Để cải thiện tình hình, Arsenal cần xem xét một số giải pháp mang tính chiến lược và điều chỉnh đội hình với rất nhiều những khía cạnh khác nhau. Trong trường hợp Odegaard tiếp tục vắng mặt, Arteta có thể cần xây dựng một phương án tấn công mới, chẳng hạn như sử dụng các tiền vệ có khả năng sáng tạo khác hoặc thay đổi sơ đồ để tăng cường khả năng triển khai bóng ở khu vực trung tâm. Trong những trận đấu vừa qua, ta thấy rằng đoàn quân của Mikel Arteta thường xuyên phải dựa vào tính đột biến mà những cầu thủ chạy cánh như Bukayo Saka hay Martinelli có thể mang lại. Tận cảnh đánh đầu cũng không phải một mình đánh khôn ngoan dành cho cách triển khai của pháo thủ lúc này. Ngoài ra thì để duy trì thế trận tấn công hiệu quả, Arsenal cần tập trung việc cải thiện khả năng dứt điểm của các tiền đạo. Điều này bao gồm không chỉ tăng cường khả năng sút bóng mà còn phát triển các phương án tấn công để tạo ra nhiều cơ hội hơn. Để giảm thiểu sai sót và giữ vững sự chắc chắn, Arteta cần ổn định đội hình phòng ngự và hạn chế những thay đổi không cần thiết. Sự gắn kết giữa các hậu vệ sẽ giúp đội bóng đối phó tốt hơn với các tình huống nguy hiểm từ đối thủ. Một yếu tố quan trọng khác để duy trì phong độ lâu dài là có đủ cầu thủ chất lượng để thay thế khi cần thiết. Điều này giúp Arteta có nhiều phương án hơn khi đối phó với chấn thương hoặc phong độ suy giảm của các cầu thủ chủ chốt. Trên thực tế, thì chúng ta từng nói về câu chuyện
việc Arsenal có tới 8 cầu thủ ở nơi hàng phòng ngự hồi đầu mùa và đó là con số đủ dùng cho cả mùa giải. Nhưng sau 3 trận đấu vừa qua, đã có những thời điểm mà Arsenal mất nguyên một hàng thủ với cả Saliba lẫn Gabriel. Điều đó cho thấy vẫn có những vấn đề nhất định về chiều sâu đội hình của pháo thủ. Trong trận đấu sắp tới tại Champions League với Inter Milan, Arsenal sẽ gặp nhiều thử thách lớn từ đối thủ này và Mikel Arteta chắc chắn sẽ cần phải tính toán thật kỹ để có thể tạo ra những khó khăn cho đại diện của Italia. Inter nổi bật với khả năng chơi phản công sắc bén, đặc biệt là thông qua các cầu thủ tấn công nhanh nhẹn như Lautaro Martinez và Marcus Thuram. Khả năng phản công của Inter sẽ là mối đe dọa lớn cho pháo thủ, đặc biệt nếu Arsenal dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng của Mikel Arteta sẽ cần phải cẩn trọng, giữ vững cấu trúc phòng ngự và tránh để lộ quá nhiều khoảng trống phía sau. Inter cũng có khả năng không chiến tốt và tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đặc biệt là từ các tình huống cố định. Với chiều cao và sức mạnh của các trung vệ như Stefan De Vrij và Francesco Acerbi, Inter có thể dễ dàng vô hiệu hóa những pha bóng bổng của pháo thủ. Vì vậy, Arsenal sẽ cần tìm cách phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố này thông qua các pha phối hợp nhỏ và linh hoạt hơn, thay vì dựa vào bóng dài hoặc các tình huống cố định. Lịch thi đấu dày đặc và kết quả chưa ổn định tại giải quốc nội có thể khiến Arsenal gặp khó khăn về cả tâm lý và thể lực khi đối đầu với một đối thủ mạnh như Inter. Inter Milan đang có phong độ cao ở cả Serie A và Champions League sẽ nhập cuộc với tinh thần tự tin. Arsenal sẽ cần duy trì tinh thần chiến đấu, tập trung và sử dụng lực lượng hợp lý để có thể trụ vững trong suốt 90 phút và đạt kết quả tốt. Trận đấu này không chỉ mang tính chất quyết định cho cơ hội đi tiếp của Arsenal mà còn là phép thử cho năng lực và bản lĩnh của đội bóng trong việc đối đầu với một đội hình giàu kinh nghiệm như Inter, nhất là khi pháo thủ đang rơi vào khủng hoảng. Arsenal được đánh giá cao trước mùa giải và được kỳ vọng sẽ cạnh tranh mạnh mẽ cho ngôi vô địch sau hai mùa giải bám đuổi Manchester City. Tuy nhiên với khoảng cách 7 điểm so với Liverpool, cơ hội này đang dần xa vời. Arsenal sẽ cần một nỗ lực lớn để san lấp khoảng cách này khi lịch sử chỉ ra rằng dẫn đội có thể trở lại từ khoảng cách lớn sau 10 vòng đấu. Tuy nhiên với trận thua mới đây của Man City, người hâm mộ của sân Emirates có lẽ cũng chưa hoàn toàn mất hy vọng vào đội bóng con cưng của mình khi mà rõ ràng vẫn còn một hành trình rất dài ở phía trước sau 10 vòng. Nhưng làm thế nào để pháo thủ gượng dậy sau chuỗi trận vừa qua thì cũng sẽ là một câu chuyện không hề đơn giản dành cho ông thầy người Tây Ban Nha. Tình hình hiện tại của Arsenal đặt ra những thách thức lớn cho Mikel Arteta và các cầu thủ nếu họ còn muốn duy trì cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, với một số điều chỉnh chiến thuật, cải thiện phong độ cá nhân và giữ vững tinh thần thi đấu, Arsenal vẫn còn cơ hội để cải thiện và vươn lên. Trong một mùa giải đầy khắc nghiệt như ở Premier League, khả năng phục hồi và thích ứng với những khó khăn sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công của Arsenal.